Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, lời nói đầu tiên thì mình cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị em trên khắp mọi miền đất nước một ngày cuối tuần vui vẻ, thành công, hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và kế tiếp đó mình xin chia sẻ với cô chú anh chị em một món bánh. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ món là bánh canh. Mình sẽ nấu bánh canh ngọt này cùng với là đường thốt nốt. Và cái nguyên liệu thì mình ở đây mình có bí đỏ và bột. Vậy bây giờ mình mời các bạn vào căn bếp nhỏ để chế biến cái món là bánh canh bí đỏ với mình ngày hôm nay nha. Thì các bạn ơi, cái món bánh canh bí đỏ của mình thì nguyên liệu nó cũng khá là đơn giản luôn. Thì ở đây mình có bột và mình có bí đỏ và nước cốt dừa. Nước cốt dừa này mình đem mình thắng với mấy bạn rồi mình nhồi bột. Rồi khi mình thắng xong cái phần nước cốt dừa này rồi, mình sẽ đem cái phần bí đỏ này mình hấp nha. Mình hấp cho nó chín đi, rồi nữa mình sẽ trộn vào chung với cái phần bột mình đang nhồi. Thì ở đây thì mình cũng xin là nhồi như thế này để cho các bạn nhìn thấy nha. Tại vì hồi hôm rồi thì mình cũng có chia sẻ là món chè bằng bột bí đỏ. Thì mấy bạn nói là mình chỉ là chia sẻ vậy nhưng mà bí đỏ là không có làm được. Nhưng mà thật sự là bí đỏ mình có thể là làm bánh được nha mấy bạn. Làm bánh được, nấu chè được. Thì ở đây thì mình sẽ xin nhồi bột xong. Rồi mình sẽ xin để từng miếng bí đỏ như thế này. Mình sẽ để vào trong cái phần bột mình nhồi luôn nha. Tại vì có những bạn nói là mình nhồi chỉ là nhồi bằng phai hoặc là màu chứ không phải là bí. Tại vì bí đỏ thì làm sao mà làm được bánh. Vậy hôm nay mình xin quay lại và chia sẻ cái món bánh của mình làm bằng bột bí đỏ nha mấy bạn. Thì trong khi mình nhồi bột á mấy bạn, khi mình nhồi bột dưới cái phần nước cốt dừa của mình đã thắng rồi á, thì mình sẽ để cho nó qua một bên để cho có khoảng 5-10 phút cho cái phần bột của mình nó nở lên. Rồi cái phần kế tiếp nữa là mình sẽ lấy cái muỗng mình sẽ tán cho những cái miếng bí đỏ của mình á, cho nó tan ra hết, cho nó nhuyễn hết rồi mình mới để vào trong cái phần bột để mình trộn với nhau nha. Đây là mình muốn để cái phần bí vào luôn để cho mấy bạn nhìn thấy là mình trộn bằng bí đỏ nha, chứ không phải là mình làm như vậy. Mình phải trộn trước mình mới để bột vào. Trong khi mình để bột vào mình cảm thấy là cái phần bột của mình nó mềm quá hoặc là nó cứng quá. Nếu như nó mềm quá thì mình có thể là để bột vào thêm, còn nếu như nó cứng quá thì mình có thể là chế cái phần nước cốt dừa vô thêm nha mấy bạn, cho nó mịn và nó hơi mềm mềm cho mình dễ hay là nắng cái miếng bánh để cho nửa mình nấu thì mình ăn nó sẽ được ngon hơn nha. Thì hiện tại mình nhồi trực tiếp như thế này để cho các bạn nhìn thấy là mình nhồi bằng bí đỏ nha. Chứ cũng có nhiều bạn nói là mình chỉ nói chơi vui thôi chứ bí đỏ mà làm gì mà để làm bánh được. Thì ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ, mình công nhận là bí đỏ làm bánh khá là ngon nha mấy bạn. Và bây giờ mình sẽ xắt những cái tán đường thốt nốt này ra để mình đem đi thắng nha mấy bạn. Trong khi mình vừa làm và mình vừa tâm sự với mấy bạn luôn thì mình cũng có đôi lời chân thành gửi đến tất cả cô chú anh chị em đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Mình rất là cảm ơn, mình rất trân trọng những cái tình cảm của cô chú anh chị em đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Và mình cũng rất quý mến những cái bình luận của cô chú anh chị em đã để lại cho mình để mình biết mình nên làm cái gì và mình nên bớt cái gì. Khi đó cũng có những cái comment cũng khá là thú vị, cũng khá là hay, cũng để cho mình nên học hỏi. Thì cũng có những comment nói là ừ bạn ơi, sao mà khi mà mình xem video của bạn, khi mình bắt lên rồi mình ngủ đi một giấc đi, mình giật mình thức dậy mình cũng vẫn nghe bạn nói. Có bạn thì nói bạn ơi, sao mà khi mà mình bắt cái video của bạn lên thì sao mà mình chả nghe bạn nói gì hết. Thì mình cũng chân thành nói với các bạn luôn, mình cũng không biết làm sao để cho mà được hoàn hảo hơn nữa. Mình cũng khá là cố gắng rồi, nhưng mình cũng xin là khâm phục những bậc đàn anh đàn chị đã đi trước, đã từng quay những cái video mình xem á mấy bạn. Nếu như mà mấy bạn không có làm trong những cái ngành này á thì mấy bạn nhìn sơ qua mấy bạn nói ừ quay rất là đơn giản, mấy bạn chỉ có việc là xem là nói hay hoặc là không hay, hoặc là người ta làm như thế này người ta làm như thế kia. Thì cái đó cũng là một cái phần góp ý cho chúng mình á, rất là công dụng để cho chúng mình được học hỏi thêm cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Nhưng mấy bạn biết không, cái hóa trình của tụi mình á, tụi như quay như tụi mình như vậy nào, quay mà quay không chuyên nghiệp á thì nó khá là khó nha mấy bạn. Muốn làm được một cái video cho nó hoàn hảo, cho nó chỉnh chu thì nó rất là khó. Nếu như mà mình á nói nhiều quá thì cũng không được, mà nói ít quá cũng không được, mà mình cũng chả biết làm như thế nào. Mấy bạn biết không, làm một cái video mà được tầm tầm 5-10 phút á thì nó còn
ít ít thời gian với nó cũng không có phức tạp. Còn mình xem những cái bậc đàn anh đàn chị người ta làm video cỡ khoảng cỡ tầm cỡ tiếng tiếng ngoài ấy, những cái video đó khá là vất vả luôn á. Mình xem mình cảm thấy thích hoặc là không thích thì cũng vậy, nhưng những cái người đi quay đi làm á thì nó khá là vất vả. Nó nói chung là áp lực lắm. Mới làm được một cái video được cho nó đăng lên á thì nếu như các bạn thích á thì nó đã sẽ là chỉnh chu hoàn hảo. Còn nếu như mấy bạn không thích á thì nó cảm thấy như là nó nhàm chán. Nhưng mà cái đó là cũng là công sức của tụi mình nha. Và bây giờ mình cũng không biết nói gì hơn nữa, mình chỉ biết là mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm những cái món ăn mới, làm những cái món ăn lạ, hoặc là mình xin chia sẻ những cái điều gì mà mình biết, mình sẽ cố gắng mình làm để cho các bạn xem nó được tốt hơn, nó được hoàn hảo hơn. Thì trong khi đó thì mình có nói gì sơ sót trong cái video này thì mình cũng mong cô chú anh chị em thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được video của mình, mà nếu như thấy những cái món ăn của mình mà có thấy nó ngon hoặc là thấy nó sẽ đem vào được cái thực đơn cho gia đình thì hãy để cho mình một lượt bình luận để mình biết cho mình mừng nha mấy bạn. Và còn nữa, nếu như cô chú anh chị em mà khi xem được video của mình mà cảm thấy video của mình lúc này nó được ok hơn lúc trước một tí thì mình cũng xin cô chú anh chị em để lại cho mình một lượt bình luận để mình biết cho mình gán khắc phục những cái điều sai của mình ở trong đó nha mấy bạn. Và bây giờ thì mình cũng quay sang lại về những cái quá trình mình làm bánh nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ món là bánh canh mình làm bằng bột bí đỏ. Mình ở đây mình có bí đỏ và bột gạo hoặc là bột nếp. Nếu như mấy bạn thích ăn nó hơi cứng một tí thì mình có thể là nhồi bí đỏ chung với bột gạo. Còn ở đây thì mình thích ăn cho nó hơi dẻo dẻo và nó dai dai thì mình có thể là trộn vào đây một bột ít bột nếp hoặc là bột mì nha mấy bạn. Thì còn nữa mấy bạn, cái bột bí đỏ này nè mình có thể nấu chung với là thịt heo, tép hoặc là cá lóc. Thì mình nấu cái món bánh canh đó thì nó khá là ngon. Và lại còn cái phần bí đỏ mình trộn vào bột á, mình ăn á mấy bạn, thì nó không có cái độ mà gít gít nha. Cái độ bột của nó rất là mịn, mình ăn rất là trơn, rất là ngon. Còn cái phần mà nếu như mấy bạn mà nấu chè, mấy bạn để vào bằng phay lang hoặc là bằng phay ngọt á thì nó cũng rất là ngon. Nhưng mà mình khi mình cắn cái miếng bánh hoặc là cái viên chè thì nó có cái độ gít gít cái răng mình nghe mấy bạn. Còn cái phần bí đỏ này là mấy bạn nấu thử xem, rất là ok, không có bị gít răng mà mình ăn khá là mịn, khá là ngon nha. Và bây giờ thì mình cũng đã nấu xong cái phần là bột rồi nè mấy bạn, mình đã làm xong rồi. Vậy bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình để cái phần nước cốt dừa vào nha mấy bạn. Mấy bạn nhìn thấy những cái cọng bánh của mình nó khá là màu nó khá là đẹp và cái mùi thơm của nó cũng khá là thơm luôn mấy bạn ơi. Ngày hôm nay mấy bạn biết không, trời mưa luôn á, cho nên khi mình quay á mấy bạn, mình nấu mà mình quay mình chia sẻ là mình không có nói chuyện được luôn á. Hiện tại là mình mắc phải đi cắt những cái tiếng ồn ào của mưa bỏ đi rồi đừng mình lồng lại thì nó khó, là vất vả, nó khá vất vả luôn mấy bạn ơi. Nhiều khi mình cũng không biết nói sao cho mấy bạn hiểu được nữa. Thì bây giờ mình cũng xin múc cái phần bánh canh này ra nha, để mình sẽ chia sẻ với các bạn và mời các bạn dùng thử với mình luôn. Thì cái món bánh canh này thì nó cũng khá là đơn giản mấy bạn, làm khá đơn giản nhưng mà mùi thơm cũng khá là thơm luôn nè. Và bây giờ mình đã đem nó ra bàn rồi nè mấy bạn. Thì mấy bạn nhìn thấy những cái phần bánh của ở trong nè, cái màu vàng nó khá là đẹp mắt nha. Và mình để cái phần nước cốt vô nó thơm lắm mấy bạn ơi. Thì mấy bạn nhìn thấy cái chén bánh canh của mình ở đây mình có dò hai thứ nha. Một thứ thì mình dò cho nó tròn tròn, một thứ thì mình dò cọng nó hơi dài dài một chút. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là coi mùi vị nó như thế nào nha. Đây nè mấy bạn, để mình gấp lên nha. Thì đây mấy bạn nhìn thấy nè, cái cọng của nó dài thì nó có cảm giác như là mềm và mịn lắm mấy bạn. Đây, mấy bạn nhìn thấy nha. Đó, nhìn rất là ngon luôn. Mùi thơm của nó cũng khá là thơm. Mình gấp cái cọng bánh thì nó có cái độ như là mềm và mịn lắm. Nhưng mà nó khá là dai, nó không bị gãy nha. Nó không bị gãy.
Vậy bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn với mình một miếng nè, xem nó như thế nào. Vậy mình mời mấy bạn nha. Thì cái phần bột của nó mềm mịn và nó dẻo, nó dai dai. Và cái mùi thơm của phần bí đỏ với hòa quyện chung với cái phần cúc dừa mấy bạn, nó cảm giác là nó mát lắm. Và lại với thêm cái phần đường thốt nốt á, thì nó cũng khá là tuyệt, khá là ngon luôn. Vậy mấy bạn khi xem được video của mình thì hãy làm thử coi có đúng như lời mình nói hay không nha. Vậy bây giờ mình mời mấy bạn ăn với mình một miếng đây nè. Ăn một miếng nữa để có cảm nhận nó như thế nào. Thì cái cảm nhận của mình thì cái phần bánh này thì nó khá là ok, nó khá là tuyệt đó mấy bạn. Vậy mấy bạn hãy làm thử với mình nha. Và đến đây thì cái phần video của mình nó cũng khá là dài rồi, vậy cũng mình cũng xin là kết thúc lại đây. Nếu như mình có nói gì trong cái quá trình mình quay và mình tâm sự thì có gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em mà thông cảm và bỏ qua cho mình. Các bạn biết không, ai cũng vậy, ai cũng có một phần nào đó, không ai hoàn hảo hết, ai cũng có phần sơ sót của mình hết. Vậy đến đây thì mình cũng xin nói lại lời chúc đầu, thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị em là một ngày cuối tuần vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và kế tiếp đó thì mình cũng mong cô chú anh chị em hãy đón xem video của mình vào tối chủ nhật nha. Vậy bây giờ mình xin chào tạm biệt và mong gặp lại cô chú anh chị em.